Thầy xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn học giáo dục thể chất lớp 1. Hôm nay các em thấy sức khỏe của mình như thế nào? Có tốt không nào? Ở nhà, các em có tự ôn lại các động tác mà mình đã tập ở tuần trước không? Có tập luyện thể dục thể thao hàng ngày không các em? Hôm nay, chúng ta tiếp tục học chủ đề tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Bài 3, tuần 19, ôn tư thế vận động cơ bản của chân. Trò chơi lò cò đổi chân và bài tập luyện thể lực các em nhé. Trước khi bước vào bài học, các em hãy đảm bảo cho thầy các yêu cầu này nhé. Thứ nhất, các em hãy chọn vị trí thích hợp, có thể là đứng trước TV để dễ dàng quan sát và tập luyện. Thứ hai, dọn dẹp sạch sẽ vị trí tập luyện của mình. Thứ ba, các em phải tham gia tích cực và hiệu quả trong hoạt động trò chơi, tập luyện và rèn luyện thể lực nhé. Mục tiêu bài học ngày hôm nay, các em biết và thực hiện được các động tác tư thế và tập cơ bản của chân, hoàn thành trò chơi và bài tập rèn luyện thể lực. Các em đã hiểu chưa nào? Bây giờ các em cùng khởi động với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay chống hông gập cổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Hai tay trên vai. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay khuỷu tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay trên gối, xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chạy tại chỗ 2 lần 8 nhịp. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi, chúng ta đã thực hiện xong phần khởi động. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ, thầy sẽ cho các em chơi trò chơi hỗ trợ khởi động. Trò chơi mang tên lò cò đổi chân. Trò chơi này giúp các em phát triển khả năng vận động, phản xạ với hiệu lệnh. Cách chơi. Các em sẽ đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Khi nghe hiệu lệnh tiếng còi thì thực hiện động tác lò cò trên một chân với nhạc. Khi nào nghe hiệu lệnh đổi chân thì các em bật sang chân bên kia và tiếp tục lò cò. Khi nào nghe hiệu lệnh thôi thì các em sẽ dừng lại. Nếu em nào bị chạm hai chân xuống đất hoặc dừng lại khi chưa có hiệu lệnh thôi thì xem như thua cuộc. Các em đã hiểu chưa? Nào, các em hãy đứng lên và chuẩn bị nhé. Các em chuẩn bị. Bắt đầu. Đổi chân. Đổi chân.
Các em có muốn chơi thêm một lần nữa không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chơi thêm một lần nữa nhé. Các em chuẩn bị. Bắt đầu. Đổi chân. Đổi chân. Đổi chân. Đổi chân. Đổi chân. Thôi. Các em chơi tốt lắm. Có em nào bị thua cuộc không nào? Có phải không? Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ chơi tốt hơn nhé. Bây giờ các em cùng với thầy ôn lại các động tác, tư thế vận động cơ bản của chân. Đầu tiên, các em cùng với thầy ôn động tác bước chân sang ngang rộng bằng vai. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh bước chân sang ngang rộng bằng vai thì các em bước một chân sang ngang, hai chân rộng bằng vai, mắt nhìn về phía trước. Sau khi các em thực hiện chân trái thì các em sẽ thực hiện sang chân bên phải. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. Thôi. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Bước chân sang ngang rộng bằng vai. Thôi. 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 Tiếp theo, ôn động tác bước chân sang ngang rộng hơn vai. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh bước chân sang ngang rộng hơn vai thì các em bước một chân sang ngang, hai chân rộng hơn vai, mắt nhìn về phía trước. Khi các em thực hiện chân bên trái, sau đó thực hiện sang chân bên phải. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. Thôi. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Bước chân sang ngang rộng hơn vai. Thôi. 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 Tiếp theo, ôn động tác bước chân ra trước. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng, hai tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh bước chân ra trước thì các em thực hiện động tác bước một chân về trước, hai chân rộng bằng một bước chân. Sau khi thực hiện bước chân trái thì đổi chân. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. Thôi. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Bước chân ra trước. Thôi.
bước chân ra trước. Thôi, bước chân ra trước. Thôi, bước chân ra trước. Thôi. Tiếp theo, ôn động tác bước chân rộng ra trước. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông. Khi nghe hiệu lệnh bước chân rộng ra trước thì các em thực hiện động tác bước một chân về trước, hai chân rộng hơn một bước chân, mắt nhìn về phía trước. Sau khi thực hiện chân trái thì đổi chân. Các em quan sát thầy thực hiện lại một lần nữa. Thôi. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Bước chân rộng ra trước. Thôi. 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 Tiếp theo, ôn động tác đưa chân ra trước. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông. Đưa chân ra trước, mũi bàn chân chạm đất. Ở động tác này, các em chú ý. Chân đưa ra phía trước, duỗi thẳng, không co gối. Sau khi thực hiện đưa chân trái ra trước thì sau đó các em thực hiện đưa chân phải. Mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện 3 lần trên một chân nhé các em. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Đưa chân ra trước. Thôi. 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 Tiếp theo, ôn động tác đưa chân ra sau. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông, đưa chân ra sau, mũi bàn chân chạm đất. Khi thực hiện đưa chân ra sau, các em chú ý chân phải duỗi thẳng, không được co gối. Sau khi thực hiện chân trái thì các em thực hiện sang chân bên phải. Ở động tác này chúng ta cũng thực hiện 3 lần trên một chân nhé các em. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Đưa chân ra sau. Thôi. 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 Tiếp theo, ôn động tác đưa chân sang trái, sang phải. Trước khi ôn động tác, các em chú ý. Các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông. Đưa chân sang trái. Sau đó đưa chân sang phải. Mũi chân chạm đất. Ở động tác này, các em chú ý. Khi đưa động tác sang ngang thì chân phải duỗi thẳng. Mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện 3 lần trên một chân nhé các em. Bây giờ các em cùng luyện tập với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Đưa chân sang trái. Thôi. Đưa chân sang phải. Thôi.
đưa chân sang trái. Thôi, đưa chân sang phải. Thôi, đưa chân sang trái. Thôi, đưa chân sang phải. Thôi. Bây giờ các em cùng rèn luyện thể lực với thầy nhé. Các em sẽ thực hiện động tác chạy nâng cao đùi trên nền nhạc trong vòng 30 giây. Mục đích tăng cường thể lực và khả năng vận động cho các em. Cách thực hiện, các em đứng ở tư thế chuẩn bị là tư thế đứng thẳng. Khi nghe hiệu lệnh tiếng còi thì các em thực hiện động tác chạy nâng cao gối về phía trước, ngang hông. Hai tay đánh tự nhiên, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước. Thực hiện trong vòng 30 giây. Khi nào nghe hiệu lệnh hết giờ thì dừng lại. Các em đã sẵn sàng chưa? Các em chuẩn bị. Giờ các em đứng tại chỗ, hít thở và thả lỏng đi nào. Bài tập này có mệt không các em? Rất mệt phải không nào? Nhưng không sao, các em cố gắng tập luyện thường xuyên để nâng cao thể lực nhé. Thầy cảm ơn các em. Bây giờ các em cùng căng cơ thả lỏng với thầy nhé. Các em chuẩn bị. Hai tay đang chéo vào nhau, đưa lên cao, kiểng gót chân. 1, 2, 3, 4, hai chân rộng hơn vai, nghiêng người qua bên trái. 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, gập sâu. 5, 6, 7, 8, ép dọc. 1, 2, 3, 4, ép ngang. 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, ép ngang. 5, 6, 7, 8, thả lỏng tay và chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Vừa rồi chúng ta đã thực hiện xong phần căng cơ và thả lỏng. Thầy cảm ơn các em. Hoạt động vận dụng. Các em hãy quan sát lên màn hình và cho thầy biết hình nào thể hiện tư thế bước chân rộng ra trước. Hình 1, hình 2, hình 3 hay là hình 4 các em? Có phải là hình 2 không nào? Đúng rồi, hình 2 là chính xác các em nhé. Thầy cảm ơn các em. Tác dụng của việc tập luyện các tư thế vận động cơ bản của chân là tạo tư thế vận động đúng của chân, thuận lợi cho việc sinh hoạt hàng ngày của các em. Các em đã biết chưa nào? Hôm nay các em đã ôn lại các động tác tư thế vận động cơ bản của chân. Các em rất tích cực tham gia tập luyện. Ở nhà các em nhớ ôn lại các động tác và hãy nhớ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe, nhất là trong mùa dịch bệnh này nhé các em. Bài học tuần sau chúng ta sẽ học vận động phối hợp thân mình. Bài học này có trong sách giáo khoa trang 48, 49, 50. Các em ở nhà nhớ tìm hiểu trước cho thầy nhé. Thầy cảm ơn các em. Hẹn gặp lại các em vào tiết học sau.